À, đây là cái 511 các bạn, 511 màu xanh Evo cổ điển các bạn, rất là đẹp, nó chất co giãn, ống thì khoảng 17 các bạn. Thì hàng này mình mua ở DV Mỹ các bạn. Thì hàng này là mình bán hàng chính hãng. Cái quần 511 này thì mình bán 1.150.000. Thì nó dao động, mình bán hàng hãng á thì mình bán giá này giá sale các bạn. Thì giá này mình mua giảm giá ở DV Mỹ rồi. À, cái quần này ở Việt Nam nó bán khoảng 7 triệu 8, thì mình bán 1.150.000 các bạn. Thì bên mình bán là miễn ship, thì hỗ trợ đổ trả, thì mình không có tính ship các bạn. Thì các bạn mua lúc đầu á thì nếu các bạn nào lạ thì mua đặt cọc mình 100.000 cũng được. Sau đấy thì mình sẽ thu tiền giao hàng, rồi shipper nó sẽ thu cho mình các bạn. Thì cái này là dòng 511, 511 cái dòng này là cái dòng Philex, nó co giãn đẹp, cực kỳ đẹp các bạn, rất là chắc các bạn. Thì nó sản xuất ở Bangladesh. Thì cái này là ống khoảng 17, 17. Thì cái dòng 511 này gọi là Slim Fit đó, Slim Fit 511 đó các bạn. Thì nó cái dòng này rất là đẹp. Thì anh em nào mà không muốn mặc mà nó 5 đến 1 á thì mặc 511 các bạn, 511 gọi là Slim Fit. Thì cái size này là size mình có đủ size 29, 30, 31, 32, 33 và trên và 34 các bạn. 32 trên 32 cũng có. Thì cái màu đây màu xanh Ingo, gọi dòng gọi là cái màu cổ điển các bạn, rất là đẹp các bạn. Thì cái này là cái màu rất là dễ mặc đồ, màu xanh. À, thì cái size này là size 29, 30, 31, 32, 33. À, thì các bạn biết rồi, mình bán hàng hãng, các hãng giống như Calvin Klein, Tommy, Lacoste và Levi's. Thì riêng thì quần riêng các bạn biết rồi, mỗi hãng á thì nó mỗi có mỗi cái chuyên khác nhau. Như ví dụ như cái hãng Levi's á thì bữa ăn CK á thì hai hãng đó nó cũng như nó riêng Levi's thì nó chuyên về quần riêng hơn. CK thì nó cũng riêng, nó cũng ok. Thì các hãng khác ví dụ như Tommy thì nó chuyên về áo thun, áo khoác, thì các hãng nó có một cái chuyên khác nhau các bạn. Lacoste cũng vậy. Thì nó về quần riêng á thì về nó về Levi's á. Để vay là nhiều form, nhiều mẫu mã các bạn, và form rất là đẹp. Và thứ hai là Calvin Klein đó, thì nó có rất là nhiều form. Thì cái ông địa mình cũng lâu lâu mình cũng bán cái ông địa như các bạn, nhưng mà tại ông địa ở Việt Nam mình nó rất là kén các bạn, kén khách lắm. Thì mình cũng ít, tại vì mình bán hơi chậm, ai đặt mình mới order, mà mình sẽ order giá sale cho mình cho các bạn. Thì hàng ở đây là hàng hãng mình bán biết bao nhiêu năm mà các bạn biết rồi, nó cũng nổi tiếng các bạn, ai cũng biết mình. Ai cũng biết mình các bạn. Thì cái quần này giá gốc của nó 70 đô các bạn, nó bán ở bên bên Mỹ á, ở store của nó ở tại Mỹ các bạn thì là 70 đô. Thì các bạn mua hàng của mình mấy năm rồi thì mình chưa bán hàng hãng, còn với hàng hàng 5 600 7 800 đó, hàng Việt Nam là hàng nhái không các bạn. À, các bạn mặc vô cái quần các bạn biết liền đó, đâu là hàng nhái, đâu là hàng 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 hãng các bạn. Thì các bạn thêm vài trăm ngàn nữa thì các bạn mua được cái giá sale, tại vì mình săn sale. Nếu cái quần này á các bạn mua ở Việt Nam store nó khoảng 7 triệu 8, còn Levi phải 2 triệu 4 các bạn, 2 triệu 3, 2 triệu 4 một cái 501. Nhưng mà riêng cái dòng cổ điển thì ở Việt Nam không bán, ít bán lắm, store ít bán lắm, chỉ có cái dòng cổ điển nó bán ở Mỹ và phương Tây các bạn thì nó bán nhiều. Thì đây là 511 các bạn. Thì 511 thì cái dòng đây là mình bán cũng nhiều lắm, tại vì cái màu xanh của nó là màu xanh giống như truyền thống các bạn, màu xanh Ingo, màu xanh đậm, nó không có quách, không có cái thời trang gì hết các bạn, nó một màu chất cô dạng thì rất là chắc các bạn, chắc cực kỳ luôn, cái nền vải rất là chắc, nó là dạng vải dòng Philex của Levi các bạn. Thì các bạn mặc hàng hãng thì mặc cái quần nó rất là đẹp, rất là đẹp. Thì mình mặc thì thấy con người nó tự tin hơn các bạn. Thì hãng nó đã làm ra, nó thử rất là nhiều mẫu mã rồi, có chuyên gia rồi các bạn, thì nó làm cái quần rất là đẹp, rất là form, form để váy rất đẹp. Thì ở đây thì mình bán 1.450.000 dòng Levi's 51 đó các bạn. Thì dòng có dòng premium á thì mình bán 1.3.000, còn cái dòng bình thường vậy đó thì mình bán 1.450.000. Dòng Levi's 501 thì mình bán 1.2.000 các bạn. Thì cái dòng đây dòng ống 17-18, nó dòng gọi là 511, gọi là Slim Fit. Thì các hãng khác nó cũng có là chữ Slim, Slim các bạn gọi là vừa vặn các bạn nhớ nha. Đây là 511 các bạn, 511 hồi nãy mình có quay rồi.
Rất là đẹp các bạn, chắc cực đẹp luôn. Nếu các bạn không muốn mặc rộng lắm thì mặc bạn trẻ hơn thì mặc cái 511. 511 thì nó vẫn có nhiều màu các bạn, nhưng mà ở đây cái màu xanh Ego này, cổ điển này mặc nó rất là đẹp, dễ mặc đồ các bạn. Cái đây cũng là 511 các bạn, 511 thì 511 thì nó có đủ size các bạn, size 29, 30, 31, 32, 33, 34 các bạn, rất là đẹp các bạn, mình mua rất là đẹp. Nói chung màu 511 này cực kỳ đẹp luôn, các bạn xem đi, đẹp lắm. Nếu các bạn nào mua mua 511 rồi thì cái này, cái màu này, cái mã này, cái mã code nó là 1042 à, mã code, mã màu các bạn, mã màu của hãng á là 1042. Thì mình bán hàng hãng thì về mình đăng video lên nó rất là nhanh các bạn, nhanh, tại vì mình bán hàng có uy tín lắm. Thì có những khách mình mà không vừa á, mình đổi 20 lần vẫn là mới sao để tem tách lại cho mình đó, mình sẽ hỗ trợ đổi trong vòng 15 ngày đó. Thì mình đổi mình vẫn là mà miễn ship cho mấy anh nha. Nhiều lúc mình đổi tốn thêm mấy chục ngàn á, nhưng mà không không sao đó, tại vì ví dụ như nó sai sai á thì mình sẽ đổi miễn ship, còn những anh khách thì anh kêu thôi đến trả tiền ship cho, nhưng mà miễn ship. Dạ, bên các đơn hàng của mình là miễn ship hết,